Em xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 26 tháng 11 các bác nhé. Thì hôm nay Vườn Lan Hà Nội có về rất là nhiều mặt hàng đẹp để chơi Tết các bác nhé. Hôm nay về các loại đen dâu xuân và các loại địa lan luôn. Hàng rất là đẹp, các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái giỏ lan đẹp để Tết này là mình sẽ có những cái giỏ hoa đẹp chơi Tết các bác nhé. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 hoặc số điện thoại là 0932 29 2299 ạ. Thì hôm nay nhà em có dòng đen dâu xuân 5 cánh trắng cây đột biến họng đen bông to và đẹp các bác nhé. Thì mong là các bác vào xem và ủng hộ cho em nhiệt tình. Thì trước tiên thì em sẽ lên những cái mã địa lan đầu tiên các bác nhé. Hôm nay nhà em về một lô hoàng kim bảo rất là đẹp các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy lá này. Lá của lô này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy cây rất là đẹp và khỏe. Cây hoàng kim bảo thì nó có cái mặt hoa gần giống với cây thanh ngọc các bác nhé. Hoa đẹp và một chậu thì đều đang có rất là nhiều nụ nhé cả nhà. Nụ nhỏ nên là em cũng không có đếm. Nhưng các bác có thể nhìn thấy này, nó ở những cái bẹ như thế này, rất là đẹp luôn các bác nhé. Và các bác về trồng cho em thì cây hoàng kim bảo là 100% là hoa nở chuẩn Tết. Hoa rất là thơm và bền các bác nhé. Chơi bền khoảng tầm 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi luôn. Thì bây giờ em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa, cái mặt hoa của cái cây địa lan hoàng kim bảo các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Mình có thể sưu tầm những cái giỏ lan đẹp chơi Tết. Khi mà lên chậu thì cây nó còn đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé. Đây là mặt hoa của cây hoàng kim bảo này cả nhà. Hoa của nó gần giống với thanh ngọc các bác nhé. Hoa thơm và bền. Đấy ạ, đấy. Khi mà mình lên những cái chậu lục giác hay là những cái chậu phúc lộc thọ thì rất là đẹp luôn. Một chậu hoàng kim bảo như thế này em chia sẻ với giá là 300.000 cho một chậu các bác nhé. Hàng đẹp tuyệt vời, chậu nhiều thân các bác thấy chưa? Chậu rất là nhiều thân và rất là đẹp như thế này này. Cây cao và đẹp các bác nhé. Hoa nở là khi nó nở là nó sẽ cao vượt cần lá rất là nhiều. Đấy, giá là một chậu là 300.000 cho một chậu hoàng kim bảo đẹp các bác nhé. Lá rất là to, năm nay lô hàng đẹp lá to ạ. Tiếp đến là những cái chậu đại mạc lá biên. Rất là đẹp luôn cả nhà. Hàng cái chuyến này về thực sự luôn là chưa có năm nào mà cây bản lá lại to như năm nay các bạn. Các bác thấy chưa, lá to cực kỳ luôn. Và đây các bác có thể nhìn thấy ở đầu những cái lá nó đều có những cái biên các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đại mạc lá biên thì nó là cái dòng địa lan truyền thống của mình. Hoa của nó chơi Tết và hoa thơm các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây đại mạc lá biên để các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái cây hoa đẹp chơi Tết luôn này. Đấy, cây này thì thực sự luôn là lá cũng đẹp và hoa cũng đẹp các bác nhá. Nở chuẩn Tết, nó cũng giống như cây hoàng kim bảo đấy. Các bác về trồng cho em là năm nay chơi, sang năm sau vẫn có hoa để chơi tiếp các bác nhé. Sang năm sau còn nhiều hoa hơn cơ. Một chậu đại mạc cổ lá biên em chia sẻ với giá là 280.000 cho một chậu rất 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 nhiều thân các bác nhé. Và rất nhiều thân thì tương ứng với cái việc là nó sẽ có rất là nhiều nụ ạ. Đấy, cây rất là đẹp. Nói chung là hàng đẹp tuyệt vời. Các bác mua hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Tiếp đến sẽ là những cái chậu lục bảo thanh hay còn gọi là lục bảo thạch các bác nhé. Cây thì rất là đẹp luôn các bác ơi, xanh tươi cực kỳ luôn. Một chậu thì cũng đang có nụ để chơi hoa Tết các bác nhé. Các bác có thể ngắm những cái nụ của nó này. Đấy, một chậu lục bảo thanh, lục bảo thạch như thế này, nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 4-5-6 ngồng nụ các bác nhé. Rất là nhiều, nó ở trong cái kẽ như thế này nên là rất khó nhìn các bác nhé. Nụ chơi hoa chuẩn Tết luôn. Một chậu thì sẽ có rất là nhiều thân như thế này, các bác có thể thấy này. Rất là nhiều thân luôn nhé. Cây đẹp tuyệt vời luôn và rất là dễ trồng. Hoa thơm. Em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây. Cây này thì thực sự luôn là hôm nay nhà em chỉ còn khoảng chục cây thôi. Hàng này thì nó về rất là ít các bác ạ, nó về rất là ít. Đây ạ, hoa của nó có màu xanh và hơi vàng một chút các bác nhá. Bông to gấp đôi bông thanh ngọc ạ, rất là đẹp luôn này. Đấy, mình trồng lên chậu cực kỳ sang luôn các bác nhá. 300.000 cho một chậu địa lan lục bảo thanh. Đấy, 300.000 cho một chậu rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì em sẽ lên cho các bác những cái chậu ở thiên nga đen các bác nhá. Những cái chậu thiên nga đen rất là đẹp luôn. Cây thì đang cho em đang làm cho lá nó xuống, cắt lá đi để cho nó nhanh ra hoa các bác nhé. Bởi vì khi mà có lá thì nó rất là lâu ra hoa. Những cái chậu thiên nga đen như thế này mình có thể sắm cho mình. Các bác về các bác trồng cho em sang những cái chậu to thì đảm bảo rất là đẹp các bác nhé. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây thiên nga đen. Cây thiên nga đen thì nó có một cái tên khác là cây ngọc trai đen các bác nhé. Hoa của nó cực kỳ thơm luôn, hoa thơm cực kỳ luôn ạ, và rất là đẹp các bác nhé. Và cây nó sẽ sổ thành những cái chùm rất là đẹp luôn. Ngày trước ấy thì cái cây thiên nga đen nó là cái cây đắt nhất trong các cái dòng thiên nga đấy các bác ạ. Thì một chậu như thế này là sẽ là một củ các bác nhé. Một chậu sẽ là một củ như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 60.000 cho một củ, 60.000 cho một củ thiên nga đen các bác nhé. Mình về mình trồng để nó sẽ ra hoa vào cái đợt xuân tới này. Đấy, cây nó xuống lá rồi thì mình về trồng nó rất là ok luôn, rất là đảm bảo luôn các bác nhé. 60.000 cho một củ ạ.
Tiếp đến là những cái chậu đen rô 5 cánh trắng họng xanh các bác nhá. 5 cánh trắng họng xanh, hoa nó rất là đẹp luôn và thơm, hoa này thơm lắm các bạn. 5 cánh trắng họng xanh hoa rất là thơm. Cây đang có nụ để chơi hoa Tết các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nụ đây. Nụ rất là đẹp luôn. Cái dòng này thì thực sự luôn là lá cũng đẹp các bác ạ. Dòng này lá thì lá Mitsu, lá Mitsu và một chậu sẽ có rất là nhiều thân các bác nhá. Một chậu đen rô 5 cánh trắng họng xanh thì sẽ có rất là nhiều thân luôn. Thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây đen rô 5 cánh trắng họ xanh các bác nhé. Hoa của nó rất là đẹp luôn ạ. Một chậu thì em chia sẻ với giá là 180.000. Sẽ có những cái lá rất là đẹp, lá Mitsu và hoa rất là thơm. Một chậu sẽ có nhiều ngồng các bác nhé. Rất là thơm luôn ạ. Đấy, mình có thể sưu tầm những cái chậu đen rô 5 cánh trắng rất là đẹp. Và tiếp đến thì có những cái chậu đen rô 5 cánh trắng họng đen các bác nhé. Đấy, cây này nó là cái cây đột biến. Đây, hoa đây các bác ơi, hoa đẹp tuyệt vời luôn. Các bác thấy đây, hoa to bằng cái lòng bàn tay của mình luôn. Các bác thấy chưa, tay của em đây. Đây là tay của em khi mà em cầm bông hoa nó nở năm ngoái đấy ạ. Bông thì phải nói là thơm cực kỳ, cánh tròn các bác nhé. Đấy, các bác khéo nhầm với cái loại này này. Nó có một cái loại 5 cánh trắng nhưng mà nó là họng đỏ, nó như thế này này. Đấy, cái cây này thì cái cánh của nó rất là nhọn, cánh hoa nhọn và lưỡi của nó, họng của nó là màu đỏ các bác nhé. Thân của nó bé. Còn cái loại em chia sẻ cho các bác là cái dòng đột biến thân to, lù. Và hoa của nó là hoa tròn các bác nhé, cánh tròn, họng đen xì luôn. Đây là cái cây đột biến trong cái dòng đen rô 5 cánh trắng. Các bác thấy chưa, đây em chụp buổi tối, bông này em chụp buổi tối luôn này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhá, hoa rất là đẹp luôn, bông to đùng. Và cái dòng này thì thực sự luôn là trước rồi các bác đi mua hơi bị khó luôn đấy. Thì hôm nay nhà em cũng có về một ít để chia sẻ đến các bác, để các bác làm giống các bác nhá. Một chậu sẽ có giá là 250.000. Và cây đang có nụ để chơi hoa Tết nhá cả nhà. Thân này, các bác nhìn cái thân của nó này, thân to mập ú luôn nhá, dòng 4N thân to, cánh tròn bầu như em vừa quay lên đấy ạ. Một chậu đen rô xuân đột biến như thế này sẽ có giá là 250.000 cho một chậu các bác nhá. Một chậu thì nó sẽ kiểu kiểu như thế này này. Đấy, lúc nào nó sẽ có một thân kèm một thân. Đấy, trung bình là hai, một thân nụ và một thân chưa có nụ các bác nhá. Đấy, 250.000 cho một chậu để các bác có thể sưu tầm giống được cái giống lan rất là đẹp. Thực sự luôn là các bác lên sưu tầm các bác, cái dòng này cây đẹp lắm, thân to và đẹp, hoa cũng đẹp luôn. Tiếp đến sẽ là những cái chậu đen rô xuân 4N các bác nhé. Hoa nở Tết luôn này. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây. Đây ạ, đây các bác chờ em một cái để em lên cho các bác xem. Nhiều ảnh quá các bác ạ, nên là nó tìm nó hơi ấy. Đây đây, đây cả nhà đây ạ. Hoa đây, hoa rất là đẹp luôn. Bông tròn cánh mai các bác nhé. Hoa rất là đậm, màu đậm cực kỳ đẹp luôn này cả nhà. Đấy, các bác thấy chưa, hoa đẹp cực kỳ và gần như là thân nào sẽ ra hoa và ra hoa theo cả chùm cả dây luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Các bác có thể ngắm này, một cái bông, một cái chùm hoa này, một cái chùm hoa nó đã to gần bằng cả cái mặt rồi. Đấy, nên là khi mà mình trồng nó lở ra rất là nhiều chùm thì sẽ rất là đẹp các bác nhá. Một chậu đen rô xuân 4N này em chia sẻ với giá là 250.000 một chậu. Và một chậu thì lá mít và rất là nhiều thân như thế này các bác nhá. Nói chung là cây đẹp tuyệt vời, các bác đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra hàng. Anh ơi. Anh lấy cái chậu kiếm kia xuống đây cả. Đấy các bác nhìn nhá, đây này rất là đẹp luôn này. Đấy, đẹp chưa? À, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Đây này, đấy rất là nhiều thân trên một chậu luôn. Cây thì nói chung là chậu nào đẹp, chậu nó cứ lùm thôi, rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy thì em lên một cái mã tiếp theo thì hôm nay nhà em có một cái chậu kiếm xích ngọc trắng các bác nhá, hoa nở Tết luôn. Đây ạ, cây thuần vườn rồi. Chậu thì đang có lụ các bác nhá, chậu này có một cái lụ này. Đấy, một cái này. Đấy, hai cái này, ba cái lụ các bác nhá, quả rất là to luôn. Kiếm xích ngọc trắng thì hoa của nó rất là đẹp các bác ạ. Đây em có một chậu VIP này, một chậu VIP duy nhất thôi. Hôm qua có hai chậu, có ba chậu tất cả thì hai chậu em bán rồi, nhưng chậu này VIP nhất luôn. Hoa thơm và đẹp cực kỳ lở Tết các bác nhá. Đấy, đẹp chưa, quá là đẹp luôn, rất là sang. Trông cái kiếm trồng nhìn nó rất là sang luôn. Thị trường vẫn đang bán 100.000 một tép đấy các bạn. Đấy, như cái chậu này của em có một tép 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, khoảng 7 cái. Đấy, em chia sẻ cho các bác là chậu này là nhiều lụ nhất nha các bác nhá. Nên là để các bác là 280.000, rất là nhiều lụ luôn. Tiếp đến là những cái chậu địa lan, những cái chậu chiều châu Tố Hà các bác nhá, rất là đẹp luôn. Với cái cây chiều châu Tố Hà thì các bác biết rồi đấy, cái cây này nổi tiếng với cái dòng mặt hoa đẹp trong các cái dòng lan va các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Và cái cây này thì hoa của nó cánh bầu đẹp tuyệt vời các bác ạ. Đem lên cho các bác xem mặt hoa của cái cây chiều châu Tố Hà nhé. Cánh bầu rất là đẹp luôn ạ. Phải nói là cực kỳ ok. Lá thì bản lá to đẹp các bác nhé. Hoa thì thơm cực kỳ luôn. Đấy, thì cây này nó là cây sưu tầm các bác nhé. Thì em sẽ lên những cái mã đầu tiên. Đầu tiên là một mã G13 880.000 cho 3 thân 2 nụ các bác nhé. 3 thân 2 nụ G13 này, 880.000. Cây rất là đẹp và to, cao. Lá to luôn.
Lên một bụi này là G17 1.350.000 cho 5 thân 3 lụ các bác nhá. Đây ạ, rất là nhiều thân luôn. Mình thích làm một chậu to thì lấy luôn cái chậu này cho em nhá. Đẹp tuyệt vời. Lên một chậu tiếp theo là G14 1.1 triệu cho 4 thân 3 lụ nhá cả nhà. 4 thân 3 lụ 1.1 triệu này. Rất là đẹp. Lên một chậu tiếp theo là G16. G16 là 600.000 2 thân 2 lụ các bác nhá. 2 thân 2 lụ 600k cho G16. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là G15 560.000 cho 2 thân 1 lụ các bác nhá. 560.000 cho 2 thân 1 nụ G15 các bác nhá. Đấy, các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái chậu Triều Châu Tố Hà cực kỳ đẹp luôn ạ. Và tiếp đến thì em sẽ có 3 cái chậu địa vũ lữ cá mập này. 3 cái chậu này thì em đang chia sẻ thanh lý là 120.000 cho một chậu. Bác nào mua cả 3 chậu thì em tính cho các bác là 300.000 luôn các bác nhé. Mua lẻ 120 một chậu và mua tất cả 3 chậu giúp em thì là 100.000 một chậu, là 3 chậu 300 các bác nhé. Thì trong đó có 2 chậu đang có hoa, hoa rất là thơm và bền. Và có 1 chậu thì không có hoa các bác nhé. Đấy, các bác nào lấy lốt giúp em. Tiếp đến thì em có cái cây Đông Phương Hồng Thần Hà, hay còn gọi là sen Hồng Thần Hà các bác nhé. Cây này thì thực sự luôn là các bác ơi, hoa của nó quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây hoa đây ạ, rất là đẹp luôn. Lưỡi bệt cánh mai tròn các bác nhá, cực kỳ đẹp, phê cực kỳ luôn. Cây này chơi thì đúng là đẹp hết lớp luôn ạ, đỉnh của chóp luôn các bác nhá. Đấy, cây này thì các bác có thể sưu tầm cho em sẽ lên cho các bác những cái mã như sau. Nói chung là cây này là hàng sưu tầm các bác nhá. Có những nhà vườn người ta vẫn bán 500.000 một thân cơ. Đây là em chia sẻ cho các bác cả giò, nên là cũng để cho các bác với giá rất là yêu thương. Khi mà các bác về các bác chơi hoa Tết xong thì sang năm các bác có thể tách ra để mình gây giống, làm những cái chậu ra được nhiều chậu hơn các bác nhá. Cây này thì nó có một cái đặc điểm là lá của nó là lá phát tài và kẻ sọc rất là lét. Và cái thứ hai là lá vặn các bác nhá, lá gân vặn như thế này. Đấy, cái dòng các bác có thể lên Google search cây sen Hồng Thần Hà hoặc là Đông Phương Hồng Thần Hà, các bác sẽ biết được. Đấy, một cái dòng hoa thì lưỡi bệt cánh sen rất là đẹp và lá thì lá vặn phát tài rất là đẹp như thế này. Thì đầu tiên là những cái chậu G20 với giá là 1.500.000 cho 7 thân 2 nụ các bác nhá. 7 thân 2 nụ này. Đây em để lên đây các bác nhìn sẽ rõ hơn này. 7 thân 2 nụ G20 1.500.000. Lên một mã tiếp theo, mã này cực VIP luôn này. G18 1.150.000 cho 5 thân 3 lụ các bác nhá. 1.150.000 cho 5 thân 3 nụ. Lên một mã tiếp theo là G18. Vừa nãy là mã G bao nhiêu nhỉ? Lại G18 à? Ôi giời ơi, lại 2 G18 à. Đây là G19 các bác nhá. G19. G19 là 1.300.000 cho 6 thân 2 nụ này. G19 1.300.000 cho 6 thân 2 nụ các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái mã Đông Phương Hồng Thần Hà cực kỳ đẹp, một cái dòng địa lan phải nói là có những lúc mình có tiền mà mình không tìm được ạ. Đấy thì lên cho các bác những cái mã tiếp theo, đó là những cái mã chậu địa lan mỹ nhân Tây Thi các bác nhá. Cây lá biên kẻ sọc rất là đẹp luôn. Thì với những cái chậu mỹ nhân Tây Thi thì hôm nay em còn ít, em để giá rẻ cho các bác luôn này. Hoa có màu đỏ tươi các bác nhá. Hoa có màu đỏ tươi và bền khoảng tầm 2 tháng. Đầu tiên là mã G13 ngồng nụ với giá là 250.000 các bác nhá. G13 ngồng nụ này, 250.000 ngồng nụ ngắn. Đấy. Lên một mã tiếp theo là G4 với giá là 280.000 cho 3 ngồng nụ luôn. Mã này 3 ngồng nụ cực ngắn chơi chuẩn Tết luôn này. Mã này rất là đẹp. Đây này, nụ ngắn lắm các bạn. 3 ngồng nụ đều ngắn như thế này luôn này. Đấy, 280.000 cho mã số G4 các bạn nhé. G4. Mã tiếp theo là mã G3. G3 em chia sẻ về giá là 200.000 một ngồng thôi. Cái này chỉ có đúng một ngồng duy nhất cho một cuộc tình, nhưng mà rất là đẹp nha, ngồng đẹp luôn. 200.000 cho mã G3 này. Và tiếp đến là mã số G5 với giá là 250.000 cho 2 ngồng, một ngồng cao và một ngồng thấp các bác nhé. Cây này, cây rất là đẹp luôn. Cây này đẹp lắm. Ở ngoài nhìn sẽ đẹp hơn trên like các bác nhé. Quay lên khó nhìn lắm, tay em ngắn nên là không quay được nhiều. G16 250.000 cho 3 ngồng luôn này. Đấy, ở G16 này 250.000 cho 3 ngồng. Đấy, hôm nay bán rẻ luôn cho các bác luôn nhé. Tiếp đến là những cái chậu Hoàng đế xanh lá kẻ sọc các bác nhé. Cây này thì em đang bán là hàng chưa có hoa, các bác về trồng nó sẽ ra hoa các bác nhé. Hoàng đế xanh thì hôm nay để cho các bác với giá là 220 cho một chậu hoàng đế xanh. Hoa của nó có màu xanh rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp đến là những cái chậu kiều tím, chuẩn tím các bác nhé. Kiều chuẩn tím luôn, kiều tím đậm các bác nhá. Hoa bảo hành tím cho các bác với giá là 350.000 cho một chậu kiều tím đẹp tuyệt vời như thế này các bác ơi.
350.000 cho một chậu rất là nhiều thân như thế này các bác nhá. Các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái chậu kiều tím đẹp để sang năm chơi hoa. 100% là thân tơ nên là các bác về trồng chắc chắn là sau này sẽ rất là nhiều hoa các bác nhá. Và ngoài ra thì em còn có cả cây kiều trắng cánh mai nữa, rất là đẹp luôn, 300.000 cho một chậu các bác nhá. Kiều trắng cánh mai đẹp như thế này là 300.000 cho một chậu cây thuần vườn rồi. Các bác mua về chỉ cần treo lên chơi thôi, dễ riếc là ngon lành cành đào rồi. Đây là cây kiều đột biến các bác nhá. Hoa rất là đẹp luôn, 300.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu địa lan phượng hoàng lá biên này các bác ơi. Trời ơi, nó đẹp và nó to cực kỳ luôn các bác nhá. Vừa to vừa đẹp luôn. Thì những cái chậu phượng hoàng lá biên như thế này em sẽ chia sẻ cho các bác như sau. Trước tiên là em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây phượng hoàng lá biên các bác nhá. Hoa của nó có màu xanh và cánh chớp. Cánh chớp ở viền cánh các bác nhá. Cánh chớp ở viền cánh và hoa màu xanh. Hoa cực kỳ bền, cánh gọi là cánh nhựa hoa siêu bền các bác nhá. Và lá của nó thì cũng có những cái đường kẻ lá biên rất là đẹp luôn ạ. Thì một chậu phượng hoàng lá biên như thế này. Đây các bác ơi, đây ạ. Đây đây các bác thấy chưa? Lá của nó này, lá của nó đều là có biên ở ngoài các bác nhá. Đều 100% đang nụ. Có những chậu thì rất là nhiều nụ và có những chậu thì có cả nụ to, nụ nhỏ luôn các bác nhá. Thì em sẽ chia sẻ theo mã. Giá thì càng cao thì nụ càng nhiều các bác nhá. Còn chậu thì to đùng, to phải gấp 3 4 lần các cái chậu địa lan khác ạ. Thì em lên đầu tiên là G7 với giá là 250.000 này, 250.000 cho G7. Có lụ hết rồi các bác nhá. Về trồng nó vẫn còn đâm thêm cơ, vẫn còn rất là nhiều lụ nhỏ. Nên một mã tiếp theo là 280.000 cho G8 này, G8 này. Đấy, các bác thấy chưa? Lụ này, lụ này. Ôi trời ơi, đổ. Đây này có cả những cái lụ nhỏ luôn nhá. Đấy, 280.000 cho G8. G9 này, 280.000 luôn này, G9 này. Đấy, lụ rất là nhiều luôn. Đây các bác thấy chưa? Rất là nhiều lụ hoa loại này bền lắm. Và các bác về trồng cho em thì nó vẫn còn lụ, vẫn đâm lên các bác nhá. 280.000 cho mã G9 này. Đến tiếp tục là mã G10 này, 280.000 luôn cho mã G10 các bác nhá. Này, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, lụ này, lụ nó cứ ở cái khe này. Rất là nhiều các bác nhá. Đấy, 280.000 cho G10. Và tiếp theo là G11 siêu VIP 330.000, một chậu siêu VIP này thì rất là nhiều nụ các bác nhá. Đây ạ, rất là nhiều lụ luôn. Đấy, 330.000 cho G11. Và tiếp theo là G12 cũng là một chậu siêu VIP nhiều lụ các bác nhá. Cũng là 330.000 luôn, G12. Tiếp đến thì em có một chậu hương cát cát hoa thơm các bác nhá. Một chậu thì hôm nay em thanh lý lốt tại vì em cũng hết rồi. Bình thường em bán 350 một chậu cơ. Hôm nay bác nào lấy lốt chậu hương cát cát này đang có 1 2 3 4 ngồng thứ 5 thì nó hơi cụt một tí, còn đâu các ngồng khác thì đẹp nhá, tổng cộng là 5 ngồng. Thì chậu hương cát cát này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 thanh lý lốt này, cây rất là đẹp luôn nhưng mà thanh lý luôn tại vì hết rồi. Tiếp đến là những cái chậu địa lan thanh ngọc các bác nhá. Thanh ngọc thì các bác biết rồi đấy, cái cây này chơi cực kỳ sang và cực kỳ đẹp luôn. Thì với những cái chậu địa lan thanh ngọc ngày hôm nay sẽ chia sẻ như sau. Ngày Tết mà các bác có một cái chậu thanh ngọc chơi để phòng khách thì cực kỳ sang luôn các bác nhá. G21 650.000 cho 6 thân 3 lụ này. G21 650.000 6 thân 3 lụ. Tiếp tục mã số G22 cũng là 6 thân 3 lụ, 650.000 luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Tiếp đến là mã số G23 với giá là 450.000 4 thân 2 lụ các bác nhá. Địa lan thanh ngọc hoa chơi Tết chuẩn luôn ạ. Tiếp đến là những cái chậu địa lan thanh ngọc nhưng mà nó có lá biên các bác nhá. Lá biên ạ, đây ạ, rất là đẹp luôn. Hàng này thì rất là đắt, nó chỉ là những cái cây sưu tầm thôi nên là số lượng cây nhà em cũng có rất là ít. Lá rất là to và đẹp luôn này. Thanh ngọc lá biên này, G24 680.000 cho 4 thân 2 lụ các bác nhá. G24 680.000 cho 4 thân 2 lụ, cây rất là cao và đẹp nhá, lá to, cây cao lắm. Tiếp đến là mã số G25 với giá là 850.000 cho 5 thân 2 lụ các bác nhá. 850.000 cho 5 thân 2 lụ, rất là đẹp luôn này cả nhà. Đấy, thì các bác có thể sưu tầm gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo nha.